tiền bạc của bạn thì để cho sư giải thích đi. Rồi, để sư giải thích đi. Con không nhắc thầy nữa. Hồi chiều đó con đã nhắc thầy là tắc y vào thì mới đi. Có phải là sư phụ bảo là những ai mà không tắc y nữa thì sẽ không được đi cùng đi? Đi sao? Đúng không? Đi sao nhưng mà giờ sư không cho con đi sao luôn. Thì đi tự đi riêng một mình. Mình đi sao Phật có Phật tử, mình không đi theo phân đoàn. Nãy con vô thì sư kêu là nói không cho vô rồi mà. Nãy con vô thì sư kêu không cho cho vô, chính sư nói luôn, đúng không? Vâng. Con phải la thôi, la con đi, con đừng con đi bộ vô. Ý của con là thầy ý con cũng may hôm qua này. Quần con cũng may xong. Mà chính là ngày này. Sáng nay không được con không lúc mà chưa trộm tóc. Tức là theo chúng con, theo các thầy và sư phụ của con là thầy này không có cái tâm cầu đạo, không cố gắng đắp y và không cố gắng giữ giới. Thầy đi cũng được mấy ngày rồi chứ đâu phải một hay là sư mới vô con đi rồi con nói sao không giữ giới đi trong đó làm gì có tấu rồi con không giữ giới. Sư ơi con sẽ giữ, con sàng tội được không? Sư nói được, giữ tám giới cũng được rồi. Giữ tám giới chứ con trong khi ngủ con có tắt nguồn tội không? Còn cái lậu sáng sớm mà còn mở lên con coi giờ xíu ngủ đâu có bao giờ cầm chuông mở chuông gì đâu phạm giới. Thôi được rồi, con không tranh luận với thầy đâu, con không tranh luận với thầy đâu, con không có nói. Tức là con chỉ thông báo thôi là thầy này sẽ không đi cùng tăng đoàn của chúng con nữa. Không đi cùng nữa, con sẽ đi một mình con. Không ăn cùng, ngủ cùng, không sinh hoạt cùng. Bởi vì thầy anh nói là giữ tám giới, sư kêu ở tám giới cũng được. Dạ vâng, để cho sư nói đi chứ. Bởi vì thầy này không phải là tụi con hay là các thầy khác mời ra, mà vị này là do chính là sư phụ tụi con mời ra. Và sư phụ tụi con cũng quan sát trong cái quá trình tu tập nhiều ngày rồi chứ không phải một sư phụ ngày. Dạ, cho con hỏi tí là sư phụ không sư phụ là ai ạ? Con cũng may là cô tường cũng quan hết rồi, là con cũng còn trong quần này thôi. Thật ra sư có một cái y rồi, y nành mắt luôn, nhưng mà sư không có nghe nói là sư bên tẩy đâu có nhận đệ tử đâu sao mà lại vẫn là muốn nói là sư của thầy ạ. Thầy con mới gọi là thầy con, là con tôn trọng thầy con thì con gọi là của thầy. Thầy cũng đã nói là nếu mà sư nào á đi được thì đi, không đi được thì thôi tự đi về. Dạ, tự về, còn cái này là mấy sư đứng đại diện dưới luật luôn. Thầy con có mời thầy này đi sau thuốc Phật tử. Thầy ra thì đây mời thầy đang quen chứ sao. Rồi, con mời thầy con mời và con cũng mời. Bây giờ để cho thầy nói đúng không? Thầy nghe không? Đấy. Thầy cứ nói. Rồi, nó nói là và con cũng là thầy này sẽ không đi cùng tân đoàn nữa. Nhưng mà thông thường là em nhớ là những cái chuyện trọng đại như thế này là chính miệng không nói không nha. Con nữa. Em nói như thế này là ở đây là không có tăng đoàn. Đúng cả. Rồi, không đi một mình. Thầy đi một mình không có tăng đoàn, đúng rồi. Không đi cùng tụi con nữa. Đừng có ghét mà tăng đoàn. Đúng rồi, không ăn ngủ cùng tụi con nữa. Cái đó là bình thường nhưng mà đừng có nói ở đây là điểm rồi. Điểm cho các thầy nói đi. Nói sư cứ đi, con không nói xấu gì sư. Sư tập con nói xấu, cái nào đúng con nói xấu. Rồi, con dừng sư con đi. Con không nói xấu, sư giải quyết vậy là đúng anh không luôn. Sư tẩy không à? Rồi bây giờ mình còn đi chung nữa không dạ, mà thầy, sư thầy nó nói như vậy từ đâu con ai thầy thầy nào nói á, đúng là ai là người đứng ra nói thầy nãy nói đó, thầy nói đâu có quyền. Dạ. Nhưng mà bắt đầu vô con đi một ngày đầu á, con hỏi sư Minh Tượng vàng, con nói là ngài Minh Tượng á, con nói con có được con có được sai tội không sư? Sư nói là sư nói một câu là con không có nhận tội nữ, ai muốn gì đi mà muốn sai tội thì sai. Nhưng mà cũng mở nhạc nghe, mở nhạc cái phạm giới, bên trong giới cấm nghe nhạc á, phạm giới chẳng sai tội bình thường. Nhưng mà con đi mấy ngày con tắt nguồn không thôi. Nếu mà sư thật sự đâu á, sư đúng rồi. Từ ngào sư Minh Tệ nói á, sư thì lấy con cái sư đó, sư này lấy xong với con, sư đã có xong với con luôn đó. Tại vì con mấy y rồi qua cũng chập mưa một buổi luôn. Chứ không phải cái người đó là thầy quyết định. Biết tới 5 giờ chiều cuối xong. Chứ là hồi nãy là ai là người mời sư ra nhưng cái đồ của mình. Sư Minh Tệ cũng mời sư không? Con nói xấu với sư Minh Tệ, tại đi con nói xấu với sư Minh Tệ đâu. Thầy không có gì con nói cái đúng rồi chứ con nói xấu. Nhưng bây giờ hỏi. Hồi nãy con ăn ấp đi rồi, mấy sư kia bày cũng đắp. Cái là sư có sư nói thì đắp gọn thôi, tại chưa đi đâu, bị mời đi mới đắp kiểu như mấy sư
là sư Duy Bó Qua nói là ngài muốn dìu, tại muốn dìu Phan Tuyết không, tại muốn dìu Phan Tuyết không, con giúp vé đừng tại vừa ngay lập tức liền. Ai nói đó, tại nãy á có nổ xong không, có quyền gì không, cái ông có tao có quyền gì không mà ông không phải nổ xong cái gì không, con nói tu mà nổ xong làm gì, chứ tu là tu tâm tu lấy chứ không phải lấy tiếng đâu mà mấy thầy muốn nổ xong đó là muốn nói vậy á. Rồi sư đó giờ nãy con vô đây mấy người kia kêu đi tiêm sao, dẫn đi tiêm sao vô sư kêu con ra ngoài đó, mới bước vô thì sư kêu con ra ngoài mà nãy thấy rõ ràng sư cho con ra ngoài mà sư xác nhận lại một điều là sư đeo kính nói là hỏi sư có thích về Phan Thiết không. Dạ. Để cho tiền bắt xe về đấy là con nói xấu gì sư đâu, tức là sư có giữ giới gì không, có làm cái điều gì mình sai không? Không, con không có vô phạm giới, con vẫn ăn ngày một bữa mà. Yeah. Con chỉ có xài điện thoại, nhưng mà con chỉ xài điện thoại là 3 giờ sáng con dậy mở nguồn lên cái con ngó chưa tới 5 giây là con tắt. Con giờ thôi đúng không? Dạ. Còn mấy sư này con ở tù xài điện thoại thì sư Minh Chí cũng xài sư Minh mấy người quăng là ông hồi nãy cũng xài mà quăng đó là quăng đó là quăng. Nhưng mà mấy sư tôi vô con hỏi sư bàn mà con xin sư Minh Tội nó không sao giữ tám giới, nếu như mà sư không có làm gì hết trơn rồi sao đổi sư ra được, tại vì người ta không thích con. Lý do là sao mà trong đoàn không thích sư? Người tu học, người tu học mà làm sao không thích? May cái này cũng hỏi, tùy người ta kêu tự biết tính toán may rồi cũng tự may luôn. Đầu á, ai nói là tự biết tính toán mấy may? Mấy sư trong đoàn với phần nữa là đó, may cái này, đắp này, có một hai sư thì tại bàn cũng đắp mà kiểu như là đắp không được, con xin cái trái quấn cái này, quấn gì cái da trái mình quấn như vậy sao nó khó quấn. Là thấy đắp con buồn ra thì sư kia nói có muốn gì không, có tiếc không, cũng mới nói là sư tu mà nổi xong mới nói cậu á giờ xảy ra muốn gì thì con đã có tâm cầu đạo, tại vì con nói con thì đạo con chưa biết Phật là gì, con có bán xe từ Phan Thiết 550 ngàn bắt xe thẳng ra ngoài Hà Tĩnh 600 ngàn người tôi 4 giờ sáng dầm mưa tới con đi tại 5 ngày nay giờ xuống tóc con xuống may quần con cũng may y con cũng tự may luôn rồi giờ không cho biết chung con với con bộ gì một tí bây giờ là mình sẽ hành trình đi bộ về Phan Thiết luôn. Dạ. Con hành trình đi bộ về Phan Thiết thôi, bây giờ nếu mà vậy thì thôi mình sẽ hành trình một mình đi. Dạ. Mình sẽ đi riêng một mình. Dạ. cứ lội bộ khi nào mình mệt đó thì mình nghỉ không ấy thì cho tiền sư bắt xe về được không. Dạ con nếu mà giờ hết việc thì con cũng xin bắt xe về luôn chứ con hành nữa. Bây giờ con đi học mà. Dạ. Bây giờ thấy con tiền về không? Con quên, dạ, con đi quăng hết luôn rồi, còn tiền chứ còn điện thoại không mà. Con tiền về không? Sư không còn, bây giờ không có tiền. Bây giờ sư thuật lại cho con cái nguyên văn hồi nãy là cái sư Bắc Ký nói gì, sư thuật lại nguyên văn cho con nghe. Sư Bắc Ký nãy à? Coi xong.